Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là mùng 2 tháng chạp. Em làm một clip về chăm sóc cái cập nhật cái tình hình chăm sóc cây mai ở thời điểm trước khi lạc lá. Thì trong clip này em cũng xin phép nói tản mạng khi em nhớ tới vấn đề nào thì em nói vấn đề đó. Thì đầu tiên là về vấn đề thời tiết. Thì nói chung cái giai đoạn thời điểm cuối năm này, cái thời tiết nó quyết định đến sự thành bại của cây mai. Thí dụ như mấy ngày nay á, thì ở trong Nam, cụ thể vùng Đông Nam Bộ của em ở á, thì trời bữa trưa thì nắng rất là nắng gay gắt, nắng nóng. Nhưng mà xen có khi thì lại có những đám mây đen nó che lại. Thì em thấy cái thời tiết này là một cái loại kiểu thời tiết nguy hiểm đối với những nhà vườn trồng mai. Tại vì những đám mây đen đó là có thể là mưa rào, mà trời đang nắng nóng mà gặp mưa rào thì có thể cái nụ mai của mình nó sẽ bị nở đột ngột. Do đó cái thời điểm cuối năm này mình cái điều quan trọng nhất là mình không để cho cái mai mình bị hụt nước nha cô chú anh chị. Không để bị hụt nước. Để em lấy tiêu biểu cho cô chú anh chị xem tình trạng mưa rào nó ảnh hưởng đến một số cái bông nó nở đột ngột như thế này. Đây mọi người, cách đây khoảng 10 ngày á thì em cũng có tưới, nhưng mà cơn mưa rào đột ngột mà rất là lớn. Nếu mà ai ở Bình Dương thì cũng biết cách đây khoảng 10 đến 12 ngày thì có những cái cơn mưa rào rất là lớn, cái lượng nước mưa trút xuống rất là lớn. Đó, thì lúc đó là em nói là rồi thôi rồi, 10 ngày sau nữa là thế nào cũng sẽ có bông nở lấp đớp à. Nên cái tình trạng đó mà người thấy từ xa nó cũng nở cái bông gió đó, do cái hiện tượng mưa rào nắng nóng mà gặp mưa rào là cái mai cuối năm mình nó sẽ bung nó nở. Do đó mọi người nhớ canh nước, đừng để cho nó thiếu nước nha. Em mới tưới lại lần thứ hai nè, hồi sáng em tưới rồi, cái em tưới thêm lại một lần nữa. Nên cây mai thời điểm này là coi như là cái vấn đề quan trọng nhất là mình canh nước cho nó. Một ngày là ít nhất là mình phải có một cữ nước, ít nhất là một ngày phải có một cữ nước vào buổi sáng. Tiếp theo cái cữ buổi chiều á, nếu mình thấy nó còn ướt, còn đủ nước thì mình khỏi tưới cũng được. Nhưng mà nếu mình thấy nó khô á thì mình tưới nhẹ lại, tưới nhẹ hơn so với buổi sáng thôi. Tại buổi chiều với buổi tối thì mình tưới cho nó có nước được rồi, chứ không cần phải tưới nhiều nước như buổi sáng được. Cái vấn đề tiếp theo là có tưới phân NPK cữ cuối hay không. Thì theo em thì mỗi nhà vườn đều có một cái bài phân khác nhau. Còn như ở chỗ em thì qua tháng chạp bây giờ em cũng ngừng, không dám sử dụng NPK, chỉ có sử dụng một ít hung mít thì được. Còn không dám sử dụng NPK tại vì thật ra có một anh bình luận trên kênh của em thấy rất là hay. Giờ em dùng cái câu bình luận của anh đó. Anh đó nói là bây giờ bón phân gì cũng nở bông hết, tức là có NPK vô là nó sẽ nở rồi. Thường nếu mà bây giờ mình bón đi, mùng 2 tháng chạp mình bón thì khoảng 10 ngày sau mình mới thấy được cái hiệu quả của phân đó, nó ảnh hưởng lên cái bông của mình. Chứ không phải là mình mới bón ngày hôm nay, ngày mai mùng 3, mùng 4 là mình thấy bông nó nở. Mà cái phân nó đưa cây là khoảng 7 đến 10 ngày tùy cây mình mới thấy cái tác dụng của cái loại phân đó. Nên lúc này mà bón NPK vô thì đạm cao hay là kali cao gì nó cũng đều có khả năng làm cho cái cây mai mình nó trở sớm. Còn ngược lại, nếu một số cô chú anh chị mình e ngại là nếu mà không bón phân vô thì cây nó thiếu dinh dưỡng, thì theo em cũng chia sẻ tản mạn cho vui chứ cô chú anh chị về vấn đề này. Thì cô chú anh chị thì mỗi nhà vườn có người chơi mai là để chân xung quanh nhà cho đẹp, như còn có nhà vườn thì đi chợ qua Tết để bán. Tùy chiến lược kinh doanh này, có người bán ở miền Nam và có người bán ở miền Bắc hoặc là bán ở miền Trung, nên cái thời tiết ở mỗi miền khác nhau nên cái bài phân cũng phải khác nhau. Nhưng thông thường á, thí dụ như cô chú anh chị thấy cái phân 15 năm 20 á là nó có lượng đạm với lượng kali, thì
cái phân 15-5-20 là đạm 15 lân 5 và kali 20, thì cái loại phân đó bón vào cái dạng cuối này sẽ làm cho cái nụ mai nó rất là dễ nở sau khi lặt lá nha. Tại vì với kali 20 là cao nhất, 15-5-20 kali cao nhất, thì làm cho cái nụ nó sẽ, cái vỏ trấu nó sẽ càng ngà, nâu ngà hơn, nó càng rám hơn nữa. Và cái lượng đạm nó thúc đẩy cái cây nó sẽ làm kết thúc cái quá trình sinh sản nở bông, và nó thúc đẩy cái quá trình ra tược ra lá, do đó nó sẽ hối thúc cái cây nở bông rất là dữ nha. Nên 15-20 nếu mà sử dụng quá liều có thể làm cho cái cây mai nó trổ bông khi còn lá luôn. Nó nếu mình sử dụng quá liều, sử dụng không hợp lý, thì ở những nhà vườn kinh nghiệm lâu năm thì mới sử dụng các loại phân đó. Còn em thì em cũng không dám sử dụng, em cứ thủ sẵn rốt 2 đi, sợ cái cây nó thiếu dinh dưỡng thì sau khi lặt lá xong là tưới rốt 2 vô để cho cái rễ nó khỏe, để nó có sức nó chơi bông tết là được rồi. Còn bây giờ em không dám sử dụng 15-20. Còn một loại phân cũng khá phổ biến là 6-30-30, thì 6-30-30 nó là chủ yếu là phân bón lá, chứ phân bón gốc thì không có 6-30-30. Nhưng nếu mình lấy cái loại đó mình phao nước mình tưới vào gốc vẫn được. Nhưng mà 6-30-30 nó cũng sẽ giúp cho cái cây nó nở rất là tốt nha mọi người. Nhưng mà nở tốt quá có nghĩa là nhanh quá thì nó lại sai kế hoạch của mình nha. Với kali tới 30 nó chặn đứng đọt hết, nó làm cho nụ nó rám lên, vàng lên, ngà lên và lân cao. Lân nó 30 bằng với kali luôn. Nó dồn lực rất là dữ dội vô cái nụ. Thì 6-30-30 là nhất nó lại là phân bón lá nữa. Nếu mình tưới vào gốc nó sẽ thấm nhanh hơn so với 15-20, và có thể làm cho cái cây nó nở trên lá luôn, khi cây còn lá luôn nó nở sớm hơn kế hoạch của mình. Với là một phần nữa em cũng không có bón phân, tại vì em để cho 15 ngày cuối cho cái cây nó tiêu thụ hết cái lượng phân trong cái chất trồng của mình, rồi sau khi lặt lá là em sẽ tưới rốt 2. Thì em có lặt lá mấy chậu thử rồi đó, em tưới rốt 2 cho người xem là bổ sung lại dinh dưỡng là được rồi. Tại vì nếu mà bón dư cây sử dụng không hết thì sau khi lặt lá đó cái lượng phân nó sẽ nằm đó và cây nó không có hấp thu, nó không có tiêu thụ được, nó sẽ là cái rễ nó sẽ không hấp thu được những loại phân đó do nó không còn cái lá nữa. Ở thời điểm này có nhiều cô chú anh chị mình đang quan tâm đến cái cây nó nụ nó còn nhỏ quá và nó còn xanh quá. Thì ngược lại nếu mà nhỏ quá mà xanh quá thì mình chặn đọt, là mọi người thấy cô chú anh chị thấy cái nhà vườn nào cũng vậy thôi. Giai đoạn cuối năm này không có cây mai nào nó còn cái lọc cả, nó không còn cái lọc, ai cũng chặn cái lọc nó hết rồi để cho dinh dưỡng nó dồn vô nuôi nụ. Thì cái nụ của mình nó còn non, nó còn xanh. Đây mọi người thấy cũng trên một cái cây thôi, nhưng mà có nụ to nụ nhỏ. Nó bắt nắng không đều, nó đẩy nhựa lên không đều thì có nụ to nụ nhỏ. Thì cây mai nào nó cũng phải vậy thôi. Giống như cây mai thì có nụ nó lên từ tháng 5, tháng 6, có nụ lên từ tháng 7, tháng 8, nên nó có nụ trước nụ sau thì có nụ to nụ nhỏ. Vấn đề đó bình thường thôi. Nhưng mà cái dàn nụ mà nó nhỏ quá, như cây này em sẽ qua cây. Đây mọi người, đây là một ví dụ cây nụ rất là nhỏ nè. Mọi người thấy cái đây là cái giống của nó nha mọi người, không phải là cái giống của nó nè mọi người. Cái cây này nó rất là xiên lá mà nó không xiên nụ mọi người. Năm nay em làm nó có được nụ nhiều hơn so với năm ngoái rồi đó. Còn cái năm đầu tiên em đem về thôi thì lặt lá ra, chỉ thấy nó ra lọc không nó đếm cái số bông, chỉ đếm được vài bông. Bây giờ năm nay nó đã khá hơn rồi đó. Đó. Mọi người coi cái màu vỏ trấu của nó, rồi nó xếp dãy cá mà rồi với màu vỏ trấu, nhưng mà cái giống này nụ nó nhỏ. Giống này nụ nó nhỏ lắm mà lá nó tùm rồi mọi người. Thì trị mấy cái cây này á, đây em lại lá chân hết đây nè. Mọi người tự dưới mình ngược lên, mình coi những cái lá trong cùng á, những cái lá này mình lấy đi. Những cái lá này mình để nó không có quang hợp đâu mọi người. Ánh sáng mà chiếu xuống thì cái lớp lá trên nó ăn hết ánh sáng, ở dưới là nó tối thui nó không có nhận được đâu. Cho đó mình lấy đi. Mình lãi đi để cho cái nhựa nó không có nuôi cái lá nữa mà nó sẽ dồn vô cái nụ để cho cái nụ mình nó mau to. Và nó thông thoáng thì một số nụ nó sẽ tiếp dưới gió, dưới nắng, nó sẽ rám, nó sẽ mau to hơn và nó dễ nở. Nhưng mà mình lãi đi khoảng chừng
cũng tùy cây nha mọi người, ví dụ 10%, 20% hoặc 30% là cùng, là đừng lãi hết nha, lãi hết là nó nở luôn. Mình lãi đi mọi người, những cái lá mà ở dưới ngược lên nè, những cái lá mà nó bị, thật ra những cái lá này là trong năm mình nếu có thời gian mình cũng phải lãi đi chứ đừng để đây, những cái lá này nó không có quan hợp được đâu, để đây nó chỉ làm mầm cho sâu bệnh, đẹp sáp rồi nó ẩn trú trong đây nè. Những cái nụ trong đây nó, nếu mà nó có nó cũng rất là dở, nó không có nở được. Lãi đi. Rồi mình dùng siêu kali mọi người, siêu kali. Siêu kali thì nói chung có nhiều loại lắm, mọi người cứ ra cửa hàng bảo thực vật mình nói mua loại phân siêu kali á. Siêu kali cái hàm lượng kali cao nhất. Còn nếu mà không có siêu kali thì mua cái đầu trâu 901 á, 901 nó cũng có kali rất là cao. Thì mình kết hợp với mình chặn đọt, mình chặn cái đọt đi và mình đem ra nắng nhiều. Đem ra nắng nhiều, đương nhiên khi mình đem ra nắng nhiều mình phải tưới nước cho đủ nha, chứ không phải là đem ra nắng nhiều là không tưới nước nữa là chết cây luôn ha. Tại khi mà nắng nhiều quá thì cái nước nó bốc hơi rất là nhanh, do đó mình chú ý cây đem ra nắng nhiều là mình phải tưới nước, đừng để nó bị khô nước. Hai cái cây này bữa em có lật lá mẫu cho cô chú chị mình xem, thì cái này là cúc thọ hương nè mọi người. Hôm bữa em lật là 25, nay mùng 2 rồi, nó lên được chùm nè, này 6 chân nè, 5-6 chân gì nè, nó buông cho trấu nó đẩy lên nè, thì khoảng chừng cái giống này chắc khoảng 14-15 ngày gì nó nở, bắt đầu nó buông vỏ lụa mọi người. Cây bên đây em đây cũng bắt đầu buông được rồi nè. Thì về vấn đề mà cây mai của cô chú anh chị nào ở ngoài Bắc á, để cho nó nở được thì thật ra là em cũng chưa từng ở ngoài đó lần nào nên em không thể tư vấn cụ thể rõ ràng được, nhưng mà theo em biết một số nhà vườn khác cũng chia sẻ đó, thì người ta nói là có người thì cây nhỏ thì mình trùm bọc lại cái trong cái đèn lên, cái đèn mà có hơi ấm á, rồi có người thì đem cái chậu đặt một tấm tôn ở ngoài sân nắng á, hoặc mình đặt ở trên nền bê tông, nhưng mà cũng phải kê gạch nha, nếu mà nóng quá thì nó phỏng cháy rễ luôn. Mình kê gạch, kê 1-2-3 tầng gạch gì đó, hoặc mình để cái tấm tôn lên, cái mình để gạch lên và mình kê lên để cho nó ấm cái rễ thì nụ mai nó dễ nở hơn. Thì tạm thời mình cứ sử dụng cái rốt 2 mọi người, rốt 2 em có quay trong clip trước á, mình sử dụng rốt 2 đi. Rồi tới 20 tháng chạp mà thấy nó không nở nữa thì mình xử lý Atonit. Atonit đó là nó sẽ kích thích cái cây nó nở rất là nhanh. Lấy cái Atonit mình tưới vào gốc, với là mình phun luôn cái nụ cho nó nở. Với lại cây ở ngoài Bắc á, thì mình chơi bông, mình nên để cho nó ra lọc nha. Mấy cây này em cắt hết cái lọc rồi nè, tại vì trong Nam thì khác, cái cây nó khỏe hơn, cái thời tiết nó thuận lợi hơn. Còn ở xứ lạnh á, mình nên để cái lọc cho cây nó có cái lá để nó thở, với lại nó quang hợp, nó tạo ra một ít cái nhựa cho cây, nó trả nhựa lại cho cái rễ. Vấn đề tiếp theo là những cây mà bỏ mùa, mình không chơi Tết thì nó có nhiều lý do. Như cái cây này em đang quay chẳng hạn nè, cây này em không chơi nè, nó cũng có nụ nhưng mà em không có chơi. Tại vì nhiều khi mới trồng cái tàn tược nó chưa ổn định á, mình chơi thì nó yếu cây, yếu rễ. Nên mình nuôi dưỡng nó, không có lặt lá chơi Tết. Thì cô chú anh chị hỏi em là có lặt lá hay không những cây này nè. Thì theo em, cách làm của em là em không có lặt lá. Thì có hai cái thời điểm mình có thể con tàn được. Đó là thời điểm cuối tháng chạp. Cuối tháng chạp như cỡ 25-26 rồi đó. Tại bây giờ đừng con tàn sớm nha cô chú anh chị. Lý do là cái thời tiết bây giờ á, ban đêm nó cũng còn gió bắc thổi về, vẫn còn lạnh á, cái rễ nó ra chưa có mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà mình để ý cái lịch, cái nông lịch á, thì cái tiết thời tiết bây giờ đang là tiểu hàn, rồi sắp tới là đại hàn, rồi qua đại hàn thì mới tới lập xuân. Thì cái tiết lập xuân á, cái rễ nó ra mới thuận lợi nha. Cái đó là nông lịch mà truyền thống ông bà để lại để cho những người làm nghề nông, mình canh theo thời tiết, mình trồng cây cho nó hợp lý. Thì cây mai theo em vẫn theo nông lịch nó hợp lý hơn.
hoặc là hai từ 20 tháng chạp mình làm được, hoặc là nếu mà 20 tháng chạp xong mình bận bịu công việc nhiều quá thì mình để chơi Tết, qua Tết chơi Tết xong cỡ từ mùng 5 mùng 6 mình có thể thay chậu con tàn và kích rễ, lúc đó nó ra tốt hơn nha. Còn bây giờ mình cứ làm cho nó, đây cây không chơi mà nó cũng có nụ mọi người, mình cứ làm cho cái lá nó già đi, lá nó già lại, nhựa nó rút về, thì tới tiết lập xuân mình con tàn thay chậu nó sẽ bắn rễ mới ra, chứ đừng để lá non nhiều quá. Còn đối với những cây này thì đi phân, những cây này mình không chơi Tết thì mình cứ đi phân theo định kỳ là được rồi. Nếu mình tưới tưới phân lỏng thì 10 ngày 15 ngày mình vẫn tưới được, thì tưới humic có NPK vô ba số bằng nhau cũng được, đạm cao cũng được, đạm cao như 30 15 10 cũng được, 30 10 10 cũng được, hay là ba số bằng nhau, ba số 17 ba số 20 đều được hết. Chiếu là mình chặn cái đọt, chặn cái đọt cho là cho đừng có lá non, đừng có lá mạ nhiều quá, cho lá nó già đi thì nó mới thì thực vật cái cây nào cũng vậy, nó cái cây đầu nó già thì mới cây tiếp theo mới ra, nó theo chu kỳ vậy đó, cứ cây một cây lá non nó già rồi cây tiếp theo mới ra được, thì mình đợi cái cây này nè nó già hết đi rồi mình con nó thì nó sẽ ra cây mới đẹp hơn. Chứ đừng có con nó trong lúc nó có nhiều lá non, nó dễ bị tụt nhựa. Còn vấn đề cuối cùng là một số cô chú anh chị hỏi em là cái lá bây giờ nó rụng nhiều quá, như trường hợp của cây này nè mọi người. Cái cây này là giống tân châu của em nè, giảo tân châu chứ không phải cúc tân châu nha mọi người, giảo tân châu khác, còn cúc tân châu là khác nữa. Thì cái cây tân châu này cái sức sống của nó rất là mạnh, nhưng mà cái xương của nó thì khó uống, khó đi, khó làm tàn hơn. Đây nó vàng lá quá nhiều nè, cái này là vàng, nó không phải vàng bệnh mọi người, nó là vàng sinh lý, là nó kiểu như trái xoài nó chín, cái màu nó y như cầm giống trái xoài mà chín rồi mọi người. Thì nó rụng lá nhiều quá, như cây này của em cũng rụng lá nhiều quá nè. Mình thì nó rụng lá nó nhiều lý do lắm, cuối năm lá nó già quá thì nó rụng, với lại cái nụ nó nhiều, nụ nó lên nhiều quá thì cái nhựa cây rễ hút lên nuôi không đủ, thì một số lá nó thải đi để nó lấy cái nhựa đó nó nuôi cái nụ. Cái cây nó ưu tiên nó thải lá, nó không nuôi lá để nó lấy dinh dưỡng, nó nuôi nụ. Cái cây tự nó điều tiết như vậy đó, một số cành nó bị khô luôn mọi người, nó nuôi không được, tự nó rút luôn mọi người. Đây là vấn đề cái cây nó bị thiếu dinh dưỡng, nó cũng bị thiếu dinh dưỡng nè. Chung một vườn thôi nhưng mà có nhiều giống, thì cái giống này nó phát triển và nó hút dinh dưỡng rất là mạnh, cũng một cái liều phân giống nhau, nhưng mà cây này nó ăn phân nhiều hơn thì mấy cây khác thì dừa, nhưng đối với cây này lại thiếu. Giống như người ăn 2 chén cơm no, có người ăn 4 chén cơm mới no. Mình cứ cho nó ăn cây này mà cho ăn 2 chén cơm thì nó thiếu dinh dưỡng và nó vàng lá như thế này nè. Thì bây giờ em chỉ có nước là em cũng có là tưới nước thôi, chứ không có dám bón phân gì nữa để cho nó bớt vàng lại, tại vì bón phân vô có thể nụ này nở luôn, nở luôn, nên em chỉ tưới nước đều đặn thôi. Còn tưới một ít humic thôi, humic cho cái chất trồng với lại rễ nó khỏe thôi, có humic vô thì cái rễ nó khỏe, nhưng mà tưới ít thôi, đừng tưới nhiều quá. Mùa đông lạnh không nên, cũng không nên tưới humic nhiều quá, tưới humic nhiều quá nó làm có thể làm lèn cái chất trồng của mình đó. Thì những cây lá rụng nhiều quá thì mọi người nhớ canh nước cho nó đều đặn là được rồi. Những cái này mà tới ngày 15 mà chưa nở thì coi như mình thành công rồi. Ngược lại những cái cây lá vàng này nè, tới ngày lặt lá thì mình, nếu mình lặt được á, nó chưa nở á, mình lặt tới ngày 15 mình kìm được chưa nở, mình lặt thì những cái nụ nó sẽ rất là dễ nở và nở đẹp nữa. Rồi thì clip của em tới đây thì cũng đã dài rồi, thì em xin phép dừng clip tại đây. Thì cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.